Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin hôm nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, Fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7. Sáng nay, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại hội nghị, đại diện Trung ương đoàn và các ban đảng tỉnh ủy tham gia góp ý, lưu tâm vào những khó khăn vướng mắc khi tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở và cấp huyện để từ đó rút kinh nghiệm khi đại hội cấp tỉnh. Đối với đại hội cấp tỉnh, cần làm rõ về dự kiến chương trình đại hội, chuẩn bị nội dung các văn kiện, trong đó nhấn mạnh về kết quả nổi bật, điểm mới trong nhiệm kỳ trước và những hạn chế, chỉ tiêu chưa đạt được để đề ra giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Một số nội dung về công tác nhân sự, số lượng đại biểu dự đại hội và tỷ lệ đại biểu chỉ định, số lượng, cơ cấu thành phần ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh đoàn khóa mới. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp giao ban với các thành viên ủy ban, lãnh đạo một số sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ngành đã báo cáo xin ý kiến về 13 nội dung, trong đó tập trung vào dự thảo quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, xây dựng đề án thu gom xử lý nước thải khu dân cư nông thôn nhằm giảm thiểu cải thiện môi trường nước hệ thống sông Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban cán sự Đảng và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo đề án. Sáng nay, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thông tin về tình hình đối ngoại và tập huấn công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã được Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình thế giới và khu vực, mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn trên thế giới và dấu ấn ngoại giao Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022, đồng thời nghe giới thiệu về một số vấn đề cần lưu ý trong ký kết điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế theo quy định của luật đã được ban hành và các văn bản liên quan. Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ, các bộ, ban, ngành và địa phương trong công tác ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế nói riêng, và công tác hợp tác quốc tế nói chung, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, đẩy mạnh đối ngoại song phương và nâng tầm đối ngoại đa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa có đề nghị các bộ ngành trung ương hướng dẫn quy trình thủ tục tiếp nhận dự án xây dựng và phục dựng phố Hiến xưa do một doanh nghiệp tư nhân đề xuất. Dự án có mục tiêu khôi phục phố Hiến xưa mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, để đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Dự án được xây dựng dự kiến gồm các công trình như trung tâm tâm linh tín ngưỡng, trung tâm hội nghị, khu thương mại dịch vụ, khu công viên. Ngày 27 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 744 phê duyệt quy hoạch tổng thể khu bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị phố Hiến gắn với phát triển du lịch. Việc đề xuất cho tư nhân làm dự án nhằm thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế. Bảo tàng tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt và tù đầy tỉnh, tổ chức lễ tiếp nhận sưu tầm tư liệu hiện vật, hình ảnh có liên quan đến quá trình hoạt động của các chiến sĩ bị địch bắt và tù đầy. Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng hơn 500 hội viên. Từ khi tổ chức phát động từ ngày 26 tháng 4 đến nay, đã có hơn 10 hội viên tham gia trao tặng hiện vật gồm ba lô, thư, màn, túi, ango, vân vân. Thông qua buổi tiếp nhận, giúp các cựu chiến sĩ hiểu rõ hơn ý nghĩa của công tác hiến tặng tài liệu, hiện vật, hình ảnh nhằm giữ gìn trưng bày trong bảo tàng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ. Tại giải vô địch Pencastilat trẻ quốc gia năm 2022 vừa được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hưng Yên đã xuất sắc giành được 11 huy chương và xếp vị trí thứ tư trên tổng số 30 đoàn tham dự. Tham dự giải có 30 đoàn thể thao đến từ các tỉnh, thành phố và các ngành trong cả nước với trên 600 vận động viên. Đoàn Hưng Yên tham dự với 25 vận động viên và tham gia thi đấu ở nội dung đối kháng. Kết thúc giải, đoàn Hưng Yên đã xuất sắc giành được 11 huy chương gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 7 huy chương đồng, đứng vị trí thứ tư trên tổng số 30 đoàn tham dự. Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 778 ngày 5 tháng 9 năm 2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trước bối cảnh dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác mới phát sinh có diễn biến phức tạp khó lường, hiện nay nhiều cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập ở trung ương địa phương vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám bệnh chữa bệnh. Để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân. Sở Xây dựng sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có chế tài mạnh hơn với các chủ đầu tư cố tình không thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội, nhà nước có thể thu hồi đất. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 33 dự án nhà ở thương mại có dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, dự kiến cung cấp cho thị trường khoảng 70.000 căn hộ. Trong đó, 14 dự án đã có đất sạch, tương đương từ 14.000 đến 17.000 căn nhà ở xã hội. Số dự án còn lại, chủ đầu tư chưa bồi thường giải phóng mặt bằng xong. Đối với các chủ đầu tư đã đủ thủ tục mà không khởi công xây dựng nhà ở xã hội, Sở Xây dựng sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử phạt và buộc doanh nghiệp sớm khởi công thực hiện nghĩa vụ này. Nếu doanh nghiệp tiếp tục không xây dựng nhà ở xã hội nữa thì Sở Xây dựng sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố và Chính phủ có những biện pháp mạnh hơn, cần thiết sẽ thu hồi phần đất xây dựng nhà ở xã hội để giao cho nhà nước xây dựng. Trong bối cảnh nhiều trạm xăng treo biển hết hàng và than khó nhập, 5 doanh nghiệp đầu mối vừa bị tước giấy phép 1 tháng. Đây là quyết định của Thanh tra Bộ Công Thương sau quá trình thanh tra tại các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu từ hồi đầu năm. Lý do tước giấy phép được cơ quan này đưa ra là vi phạm quy định không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối. 5 doanh nghiệp bị phạt hành chính và tạm tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu gồm Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Hùng Hậu, Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương. Các doanh nghiệp này bị tước giấy phép trong 1 tháng từ ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều ngày 5 tháng 9, thông tin này hiện chưa được Bộ Công Thương cập nhật trên cổng thông tin minh bạch kinh doanh xăng dầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5 tháng 9 đã ký thông qua học thuyết đối ngoại mới dựa trên lý tưởng về một thế giới Nga, khái niệm thể hiện sự ủng hộ đối với những người nói tiếng Nga trên toàn thế giới. Học thuyết đối ngoại mới của Nga dài 31 trang nêu bật những tư tưởng chính sách chính thức xung quanh những hoạt động chính trị và tôn giáo để thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho người nói tiếng Nga ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đồng thời nhấn mạnh, Liên bang Nga hỗ trợ cho tất cả đồng bào người Nga sinh sống ở nước ngoài được hưởng quyền lợi đầy đủ, đảm bảo lợi ích được bảo vệ, đặc trưng văn hóa được bảo tồn. Truyền thông Trung Quốc đưa tin một trận động đất mạnh làm rung chuyển nhiều vùng đô thị của Tứ Xuyên, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và mất tích. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, động đất xảy ra lúc 12 giờ 52 phút ngày 5 tháng 9 theo giờ địa phương, có tâm chấn ở độ sâu 16 km. Từ sáng 6 tháng 9, thống kê cho thấy động đất khiến 37 người thiệt mạng, 12 người mất liên lạc tại Châu Cam Tư, thành phố Nha An ghi nhận 28 người thiệt mạng. Ngoài ra còn có hàng trăm người khác bị thương. Cơ quan địa chấn Tứ Xuyên thông báo hơn 1.000 binh sĩ đã được triển khai để hỗ trợ nhân viên cứu hộ. Giới chức cũng gửi hàng trăm nghìn lều, chăn, giường gấp đến các khu vực bị ảnh hưởng. Sáng 6 tháng 9, siêu bão Himnamno đổ bộ vào Hàn Quốc kèm lượng mưa lớn khiến hơn 20.000 hộ gia đình bị mất điện. Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công nước này trong nhiều năm qua. Siêu bão Himnamno đã lướt qua đảo Jeju và đổ bộ gần cảng Busan vào sáng 6 tháng 9. Bão sau đó di chuyển về phía đông bắc, hướng về phía biển với sức gió lên tới 144 km/h. Các quan chức Hàn Quốc đã ra cảnh báo về những thiệt hại do lũ lụt, lở đất và sóng cao do siêu bão gây ra. Trước khi bão đổ bộ, hơn 600 trường học đã phải đóng cửa, hơn 250 chuyến bay và 70 dịch vụ vận chuyển đường thủy phải ngưng hoạt động. Ngoài ra có hơn 66.000 tàu cá phải quay về bờ, neo tại các cảng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.